Biết mình làm gì mà chính nhé số có chính nhé số tám triệu có 8 triệu trở lại đứng lên được kìa chỗ hai người hốt hốt đồ Ông nhìn tôi coi. Ông nhìn tôi đây, ông nhìn tôi đấy. Cái báo có gì đâu mà ông nhìn. Ông nhìn tôi nè. Ông thấy tôi nay có gì lạ không? Nè, nhìn con mắt tôi. Nhìn con mắt tôi. Trời. Nay mới nói lông nheo hả? Công quốc trời xanh. Lớn rồi mà cũng làm chuyện khó coi quá chị Nam. Thấy mắt tôi đẹp hơn không? Khó coi gì? Thì anh mặc gì, nó tóc tai vậy đó, lông nheo rồi đi nói cho nó công quốc lên, đổi phong thủy để bán cho nó đắt. Màu sáng giờ chưa bán được cái tô nào mà ông ngồi đây ông ám tôi nữa. Hôm nay phải công nhận là chị Năm mặc đồ lạ thiệt á. Trời ơi, ba cái đồ này để con nít nó mặc mà chị lớn tuổi rồi chị mặc gì coi không có được đâu. Nè, ăn mặc gì á, không khéo bà con ta đi qua lại. Người ta nói, ủa hôm nay xuất hiện một tiệm hủ tiếu ôm nữa mà. Ôm ấp gì đây? Chứ ăn mặc kỳ cục có lớn đâu mà trời kìa. Ơi, thì nói chung cho nó tươi tắn vậy đó mà. Thôi mà, thôi được rồi, buôn bán thôi, tươi tắn hay trẻ trung thì cũng được. Nhưng mà thôi chứ được không? Được vô thai. Thôi cũng được rồi, thôi kệ, ngồi đó đi. Ngồi xuống đây tôi nè, tôi tại sao tôi có lý do tôi đọc báo. Chị nhìn coi nè. Trời đất ơi, bây giờ dở tờ báo ra một cái thấy tin máy bay tôi nói rớt. Công nhận thiệt, sao dạo này máy bay nó rớt quá thì rớt. Đó. Tôi định đi nước ngoài chơi một chuyến mà sợ quá. Hả? Đi nước ngoài du lịch. Trời ơi, đi nước ngoài du lịch hả? Chớ, bán đắt quá mà, tiền nhiều quá để mận gì đi du lịch chơi một chuyến đi không? Đi hả? Đi. Có tiền không rủ tôi đi trời. Có mới rủ chứ. Trời ơi, chị giàu quá mà đi du lịch. Không nói chứ mình có tiền có của cũng nên đi du lịch, đi đây đi đó. Nó chơi với ông chứ thôi đó. Chứ. Trời ơi, ngủ sớm nằm mơ đi bán chỗ này sao có tiền đi du lịch ước mơ thôi. Máy nhưng mà tại rớt. Sao nó rớt? Nó tại sao nó rớt? Máy bay còn rớt mà, thấy không? Tôi cũng rớt nữa nè. Ông rớt gì? Xe ôm mà rớt á. Rớt da hả? Không phải. Chứ rớt gì? Rớt hố. Chạy sao lột hố cha? Con mắt để đâu mà đi lọt xuống cái hố? Con mắt để ở đây. Chứ không phải con mắt để ở đâu trên này đâu. Mà vẫn rớt. Rớt hố. Làm gì đường mình có hố đâu mà rớt hố. Đây nè chị Năm. Chị ra đường đi bây giờ nha. Tôi nói chị nha. Đây nè. Kế nhà thằng Tuấn sau lưng nhà thằng Tuấn chị biết không? Tuấn nào? Thằng Tuấn cao mà cái giọng ồ. Không. À thằng Thông, giọng ồ chị biết không? Biết thằng Thông nghe. Đằng sau lưng đó bây giờ có một cái công ty nào đó mở ra đó. Rồi xe tải nè, hàng ngày đêm ra vô chỗ đó. Tao nói trời ơi, ra vô rần. Mà bây giờ cái đường chỗ đó nó hư rồi. Tôi nói là có ngày tôi đi trong đó hả? Tôi lọt hố cậu 7-8 lần. Trời đất ôi sao lột dữ vậy? Có một đêm á tôi bước lên khi mà tôi bò lên được cái hố nữa bà con ta tưởng tôi ma không. Trời mưa mới xong chạy ngang quá trợt ra rớt xuống dưới lò mò nó được sình mà nó đóng từ trên đầu không có tóc mà sình nó đóng từ trên đầu nó đóng xuống giống như ở bên Châu Phi về vậy đó. Cười ra này nói ra bà con mới biết là tôi. Trời ơi nghe em kể thấy thảm cảnh nó thấy thương thiệt. Tại vì sao? Mà phải có cái biện pháp gì chứ biện này. Pháp cái gì? Do bây giờ là do này đường xá của người ta làm á, ví dụ nè ta là cái đường này là chỉ được là 5 tấn hay là 3 tấn xe 3 tấn 5 tấn chạy thôi. Không có đâu đằng này hả xe 7-8 tấn chạy vô thấy không, mà ba cái xe vừa quá khổ quá tải quá trời luôn chị biết không. Trời ơi vậy là bể đường phải rồi. Rồi đó làm cái tiền đó đưa tiền của dân này tiền của nhà nước làm vô cái giờ đó. Rồi phá hư đường hư xá người ta hết thấy không. Trời ơi này phải có biện pháp gì có sao không có sao đã làm rồi đó. Đâu rồi chị chưa coi không ra chị đọc báo không? Không bữa chị thấy hả bây giờ hả xe quá tải hả quá khổ phải không, lấy cái máy hàng hả cắt tại chỗ xử lý tại chỗ luôn hả? Phải vậy mới được chứ. Tình hình này tôi bảo đảm chị 1-2 năm nữa thôi là vô khuôn khổ hết. Là này thứ nhất nè không để cho đường hư nè không xảy ra tai nạn nè. Đúng. Nó hạn chế được tai nạn dữ lắm đúng hiểu không.
tôi đọc báo là cái vụ đó vừa máy bay rớt vừa cái vụ mà quá tải quá khổ. Cái này là tôi đồng ý đó. Ừ. Em gái. Ai kêu? Gì Năm đâu rồi em gái? Nó kêu tụi em gái. Xin chào chú. Năm ơi. Năm. Năm đây con. Bà ở đây nè. Dạ. Bà ở đây nè. Mày điên hả Thông? Tối xong nay mặc đồ em gái quá vậy? Trời ơi, đã đổ phong thủy vậy thôi, ngồi đây đi, có chuyện gì mà hớt khá khả vậy con? Cái gì vậy ta con? Năm ơi cứu con, chỉ có Năm là cứu được con thôi. Dữ vậy? Sao nói nghe cái gì con? Ba con. Ba mày chết hả? Không phải. Ba con sao? Ba con sao nói đi, gì Năm qua giải quyết hết. Đây nè, ba con này tự nhiên á, ổng bị sao á. Cái là ổng 1212 đòi về quê. Mà bây giờ được. Thì sao mà được? Sao không được, bị gì do cái quân này nè. Cái quân này nó đối xử với cha mẹ nó làm sao nè, cho nên cha mẹ nó mới buồn mới về quê chứ gì. Trời ơi, chú nói vậy giống như là chú chưa sống với con. Phải chú chưa ở với con ngày nào á, ở trong xóm dán gì rồi con nói quá, giống như là mình là làng xóm với nhau, mình ở chung với nhau vậy. Chú làm như là chú chưa hiểu tính con vậy, con rất là đàng hoàng. Con nói lý do tại sao ba con đòi về quê đi. Con không biết luôn nè. Bây giờ nói con đâu? Nhờ Năm qua hỏi rồi khuyên can ba giùm con. Bây giờ Năm biết sao không? Ba con ở dưới quê có một mình hơn à. Đâu có con cá gì đó đâu. Mà má con cũng chết lâu rồi. Mà giờ về đó rồi hả, không ai lo cho ba con. Rồi trên Năm giải quyết. Rảnh không? Chi? Ngồi đây coi quán giùm tôi. Chuyện này chuyện nhỏ tôi giải quyết được. Đi con. Dạ. Năm đi. Năm. Đi Năm. Thằng lại đi đâu mà lâu dữ vậy trời. Nó chạy ở đây chút mà nãy giờ một tiếng đồng hồ rồi không thấy nó về nữa. Ai đưa tôi ra bến xe đây? Quý này đi đâu mà gì? Mệt, thiệt là mệt luôn. Từ từ, trời ơi, tao thở ấy coi. Ủa, Năm, trắng đi Năm, ai? Không cho đi. Ủa, Năm. đi đâu mà, đi đâu mà lại đây rồi bỏ xe hủ tiếu đằng ai bán. Ê, kệ đó đi, có người coi. Ủa, thằng Quý này bị đâu mày nói là đi chút xíu mà một tiếng đồng hồ rồi chưa về mày. Mày để cái bữa đồ đây là mày ôm đó là tụi đi giật à. Thôi, con giữ được rồi chứ. Trời ơi, mày nói lẹ đi, tôi về tôi coi quán rồi chứ, kéo tôi đây làm gì? Ủa, cái gì vậy Thông? Cái gì vậy Năm, hồi nãy con nói Năm hết rồi. Quên. Trời ơi, kêu quên Năm qua đây giải quyết mà Năm kỳ vậy. Quên. Cái gì vậy Thông? Nó nói là đùng anh đi về quê. Sao vậy, có vấn đề gì hả? Ai làm phiền anh hả? Năm biết không? Nửa tháng nay tôi lên đây mà tôi mất ngủ hơn 14 ngày rưỡi rồi. Ủa, con có làm gì ba đâu mà ba mất ngủ? Chắc nhớ má con ha. Má đâu, bà chết lâu rồi nhớ bà làm gì. Chứ ai mà phiền, anh cứ nói đi, tôi dọn sạch hết đó. Dạ bây giờ ba nói đi, ai làm phiền ba? Xe nó cứ chạy tối ngày, sáng đêm nó bóp kèn ít nổi. Năm nghĩ coi mới về nhắm mắt lại cái bóp kèn te thức dậy. Mới nhắm mắt ra, nó xe chạy rau. Vậy thì sao mà ngủ được. Bây giờ nè, con nói là thật ra chuyện nó như vậy Năm ơi. Ở sau nhà con á, có công ty á, nó mở cái gì á, không? Mà đêm hôm á, nói chung là ngày nào cũng vậy á. Xe ra vô y đùng rồi nó bóp kèn in nổi, đường nó nhỏ rồi. Rồi nó chen nhau rồi nó làm tùm lum, con còn ngủ không được đâu, huống chi ba con. Nó nghe từ đầu ba nói đi để con giải quyết cho. Ba cứ ấp úng rồi ba không chịu nói, rồi con không biết con làm gì sai quấy để ba bỏ về nữa. Tao hỏi mày, xe nó chạy ngoài đường mà giải quyết được gì? Phải nó chạy trong nhà mình sao mà giải quyết? Để ba về dưới đi con, chị yên tĩnh con. Không có được, ba về dưới ba trong nhà rồi, chứ ở đây ai trông con. Mày mày ra cái đầu bắt ra trong mày nữa mày. Trông chứ anh. Nhỏ mình trông theo nhỏ, lớn mình trông theo lớn. Dạ. Nó già vậy mình phải trông nhiều hơn. Già vậy mình không trông coi nó nha. Nó theo bạn bè để nó hút chích này kia, bài bạc mệt à. Thôi bây giờ con nói nè, tóm lại đó là ba ở đây chơi với con nha. Còn cái chuyện mà cái công ty đó để con làm gì, con sẽ viết một tờ đơn nè đó, rồi hả con phản ánh lại cái tình trạng của công ty này, rồi đưa cho bà con lối xóm mỗi người ký vô, con đưa lên phường. Mày dám làm cái chuyện đó không? Con dám làm mà. Tao ký trước, mày viết đơn cái tao ký trước, tao là người ký trước. Ba con ký trước, má ký sau. Dạ hả? Má gì má sao? Má Năm được không? Má nào cũng được mà. Dạ, giải quyết về lên xuôi ha. Ở đây đi, có cha có con hiểu không? Rồi sáng qua tôi phải nói vậy, không phải nói có cha con có Năm nữa. Rồi đi tập thể dục rồi ghé hủ tiếu của tôi, ăn hủ tiếu cà phê thấy không, nó vui vẻ. Thôi giờ xong hết rồi chở về bển coi cái quán hủ tiếu coi. Khoan bây giờ vậy nha. Dạ. Nếu muốn tôi ở lại đây đó,
thì tôi sẽ ở lại, nhưng mà bây giờ đó là năm về ngoại ban hủ tiếu chắc tôi phải ra rửa chén chung với Năm quá. Vậy cũng được. Thôi đi à. Chờ tôi với Năm. Mày có nhà mày không có đi, mày đem đồ vô mày.